Xin chào các anh chị, hôm nay hãy cùng Kim Hoa theo dõi chi tiết thi công trần bằng tấm ốp nano nhé. Hiện thì các anh em thi công đang khoan trần để làm khung treo tấm ốp nhựa giả gỗ. Khoan xong thì mình bắn tắc kê vào các lỗ khoan vừa thực hiện, tiếp đến là siết ốc lại cho chắc chắn. Cái việc bắn tắc kê sắt này, mục đích của nó là để treo khung trần nha các anh chị. Công đoạn tiếp theo thì mình thả dây treo tại các vị trí bắt vít ban nãy. Chú ý là siết vít cho kỹ để hệ khung xương được chắc chắn hơn. Xong rồi thì mình dùng máy cân mực laser để xác định chuẩn xác cái độ bằng phẳng cho hệ khung xương. Các anh chị đo theo cái đường đèn laser này đo lên nha. Tiếp theo là bắt vít cố định vào thanh xương ngang vào dây treo. Các anh chị cứ thế làm cho đến xong cái hệ khung treo trần. Xong phần khung xương thì mình cắt tấm ốp theo kích thước cần dùng. Giờ thì mình gài cái hèm âm của tấm ốp này vào hèm dương của tấm kia là chuẩn. Các anh chị đừng quên dùng con ke gài vào hèm âm và bắt vít vào khung xương để cố định tấm ốp nhé. Cứ như thế thực hiện hết bức trần là xong. Đây hoàn thiện là như thế này đây. Các anh chị có thấy đẹp không ạ? À? Cảm ơn đã xem video. Tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam.